Bà con ơi, ra đây xem hài nè. Hi, mình là Mỹ Tâm. Hôm nay mình lớn sinh vô sau bích. Mình hát cho các bạn nghe nha. Em đẹp không cần son phấn. Xin thầm xin thầm xin rất hiền. Không quần jean dài cao gót, em chọn cho mình em áo dài. Duyên dáng. Duyên cái đầu mày á. Ra phụ bán bánh canh kìa. Em muốn được cùng anh về phương miền Bắc, tình sẽ sống những ngày hè nhuộm nắng dưới bóng dừa là lời sẽ nói yêu anh mãi, nói những lời yêu thương đã từ lâu ôm ấp trong lòng hoài. Ghét ghê vậy đó hả? Người ta đi biển có đôi, còn em đi biển mồ côi có một mình. Giận dễ sợ luôn à. Mà phải chi là em xấu đâu thì em mồ côi không đành. Đằng này em đẹp quá mà. Em lộng lẫy, em lung linh, em lấp lánh quá mà. Vậy mà em mồ côi một mình 30 tuổi đầu rồi, bà già không cho lấy chồng. Trời ơi, tức dễ sợ luôn vậy đó hà. Tỷ sao 30 tuổi rồi mà không có cho lấy chồng, tức chứ. Bây giờ tức bà già quá. Ấy chết cha, nãy giờ mình nói mình tức bà già rồi mình quên. Hôm nay giờ sáng giờ chưa có selfie để bỏ lên trên mạng câu like. Mình cứ kiếm cái chỗ nào mình selfie cho nó lạ lạ coi nè. À, đây rồi nè. Cái chỗ này lạ lạ, chưa có ai selfie bao giờ nè, cái bàn thờ. Đây, được nè. Vô coi. Con nữa gì đâu mà tao quánh mày lên bàn thờ ngồi luôn à. Bàn thờ bà ngoại mày mà cũng phóng lên mày phá được hả? Trời ơi. Trời ơi, Tâm ơi Tâm. Dạ. Má đặt cho con cái tên Nguyễn Thị Tâm nó đẹp quá mà. Bộ nó xấu lắm sao mày đặt Mỹ Tâm? Dạ. Trời. Mày đặt Mỹ Tâm mà chẳng lẽ nó đổi tên Kỳ Duyên? Trời. Chứ má không lẽ giờ con để con Hoài Tâm rồi nãy giờ tụi nó lấy tên con ra nó bán vé quá thì mày thấy không? Mày là Nguyễn Thị Tâm. Dạ. Mày rảnh quá mày lên mạng nha. Mày làm cái video clip làm sao mà bây giờ người ta lên chở người ta không có like mày mà người ta kiếm tao, người ta chửi tao banh xác. Người ta nói tao mẹ bán cánh bánh cua mà giữ quánh con mà không quánh mày sao được. Con gái 30 tuổi đầu rồi mà. Ủa mày bộ mày chế độ nhúng tự động hả mày? Dạ, 30 tuổi rồi tự nhiên cái nó nhúng suốt ngày vậy đó má. Đứng im đừng coi nó đi. Làm gì ướt nhẹp vậy? Dạ, con đi biển mới về. Trời ơi con ơi, má đã buôn bán mệt mỏi tuốt ngoài biển từ sáng tới chiều, tôi kêu mày ở nhà bị mẹ gái đẹp mà mày nghĩ sao mày ra biển mày tắm mà mày bận đồ bộ. Trời ơi, má nghĩ sao vậy? Thì má cũng nói rồi, mình là gái nhà lành mà mình phải bận đồ bộ vậy người ta mới thấy hiền lành. Dạ bận đồ bộ thế nhưng con có hé lộ nội y. Cái gì? Mày mới nói gì mày hé lộ vậy? Con nói hé lộ nội y, mình có cái chút đường cong mình phải khoe chứ má. Trời ơi, vậy mà ác dễ sợ luôn má. Con vừa hé lộ nội y thôi, trời ơi, nguyên một bãi biển bao nhiêu con người. Vừa con hé lộ một cái tôi quay lại, biển vắng tanh. Trời ơi. Bởi dạ. Vậy tôi đang bán bánh canh ngon lành, tôi quay qua quay lại tôi thấy không còn người nào hết trơn, cái biển vắng que. Là tại mày hả? Không, con nói chơi vậy thôi chứ thật sự ra cũng còn có hai người. Trời ơi, con quay lại tôi nói gặp hai anh đứng trời ơi giảm dở vậy đó, cái con muscle mà nó bự chà bá vậy đó má. Trời ơi, cái ngực sáu múa vậy đứng. Trời ơi, anh cầm hai cái cây dài thì dạ anh chọt cho người con. Cái gì? Đàn bà con gái mà tao lấy cây chọt cho người mà đứng im. Dạ đâu có, dạ anh cầm hai cái cây cờ đen đó. Dạ anh cắm trước cái chỗ con đứng, anh để là cắm xuống biển tắm để cho người khác tắm. Nhan sắc mày á chắc cỡ Hà Mã hay sao mà ta cấm mày tắm biển luôn. Con giống Hà Mã. Thái con vui quá. Giống Hà Mã vui quá. Vui làm quá má ơi, vui. Giống Hà Mã. Làm gì vui? Trời ơi bây giờ họ Hà nó có giá lắm má ơi. Dạ.
Má thấy không? Hà Phương, Hà Tăng, Hà Hồ toàn lấy tỷ phú với đại gia không à. Trời ơi, con Hà Bá vậy con lấy ai má? Mày lấy Hà Bá. Hà Bá nó chịu nổi mày nha. Thôi bây giờ đừng có nói nhiều. Nhiều cái gì? Thôi má đừng nói. Con nói thiệt nhiều, con biết má có phải má ruột con không? Mẹ chắc mẹ mình quá à. Sao hả? Để cho má suốt ngày má cái sỉ dục nhan sắc con là sao? Má nghĩ coi con đẹp quá mà. Má nghĩ sao mà má không cho con đi lấy chồng? Lớn rồi mà không cho lấy chồng rồi tự nhiên nói ta lấy chồng về rồi không biết làm gì. Con gái đẹp á, người ta lấy chồng không sao, đúng không? Bị đẹp quá về nó nâng niu. Còn con gái xấu về nó lấy nó đánh, cho nên thôi đừng có lấy. Má nghĩ thử nó có cơ hội nó đánh con à. Má nhìn cái mỏ của con đi. Trời ơi, con bao ăn với má luôn, con chạp là nó tới cùi đó má. Má nghĩ sao mà nó có cơ hội nó hãm thì hại con. Vậy má mới nói. Hiểu không? Cái gì? Mà con nói thiệt, má kỳ quá à. Tự nhiên má hận đàn ông, rồi tự nhiên giờ cái không cho người ta lấy chồng. Ai cho không cho lấy chồng? Tôi cho lấy nhưng mà tôi không thích lấy tuổi khỉ. Cái gì vậy? Tự nhiên tuổi khỉ nó có gì đâu, tự nhiên không lấy. Tuổi khỉ nó không có chung thủy, không có lấy. Trời, tự nhiên má dị đoan, tự nhiên cái tuổi khỉ nó không chung thủy thì người ta năm sinh năm khỉ thì người ta phải là tuổi khỉ thôi chứ làm gì. Không, tôi không có thích mấy người tuổi khỉ. Tuổi khỉ là cái thứ dắt chanh bỏ vỏ, cái thứ uống chanh mà không có lấy đường, cái thứ ăn bánh canh, ăn cua mà không ăn giò, ăn hành mà không ăn ngò, ăn huyết mà không ăn tiêu. Ê má, hỏi nè. Vậy? Hình này là ai mà sao ngày nào ba bữa ba cử má cũng đến đây má phân nút biến vô trong đây là sao má? Má nói quá, cái con hỏi thiệt, má tại tao nói thiệt đi. Này mà má thương hay má hận mà sao má làm vậy, má nhớ từng chi tiết quá vậy? Thì tôi không có ưa. Thì tôi thích cái phun nước biến tôi phun được không? Nhà này tôi là má hay là cô là má? Thì má là má nhưng mà má nhưng mà má phải cho con lấy chồng chứ, giờ tóm lại là con muốn lấy chồng. Má cho con lấy nhưng không được lấy cái thằng Andy tuổi khỉ. Trời đất ơi, người ta tên Andy, người ta ở Mỹ, người ta có tiền tỷ, rồi người ta có sức khỏe bền bỉ, điều đặc biệt là súng ống đạn bắn rình rỉ. Bắn bao giờ mà biết rình rỉ? Ý con nói là anh thích chơi game á. Dạ, anh thích chơi game, anh thích bắn súng á, bắn pằng 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 pằng. Con có hứa anh rồi, nếu mà anh về đây con chơi anh liền. Đó, anh bắn con bắn ảnh. Còn gì anh bắn game, trời ơi mệt má quá à. Nói chung là anh đi là được rồi má ơi. Mệt quá, bây giờ muốn lấy ai cũng được, không được lấy tuổi thân, tuổi khỉ. Hôm nay tôi mời thầy Pháp tới rồi, người ta cắt duyên âm cho cô, nghe chưa? Là cô sẽ nghe lời tôi. Tôi đặt đâu con ngồi đó, không có lấy anh đi, anh biết có tuổi khỉ gì ở nhà này hết trơn rồi á. Tôi bây giờ ở nhà này tôi là chồng. Anybody home? Who's it? Thằng Andy. Andy về rồi. Bớt rửng mở lại nha. Dạ, dạ. Bớt lại. Dạ, tại em thấy anh đẹp trai quá em kìm hãm không nổi. Dạ. Ai mà rần rần ngoài vậy? Mỹ Tâm. Dạ. Ai vậy? Dạ. Ê, trời ơi, xách cây kiếm. Trời ơi, cái cây dài thòn vậy là ông thầy rồi. Tôi đâu có ngờ trẻ vậy mà đắc đạo dữ vậy. Dạ rước thầy, dạ cung thỉnh thầy. Ê. Thầy là thầy phải không thầy? Vô con cổng thầy vô. Cắt chi ngâm cho gia đình con. Dạ. Thầy ơi, trời ơi, tôi biết mà. Đây thầy ngồi đây, thầy ngồi đây. Mà giờ anh nói đi giờ anh là ai để cho má em biết. Thì đó, hết mẹ rồi tới con. Nha. Nghe đây. Dạ. Tôi. Dạ. Xin tự giới thiệu. Tôi ở đợi của thầy Tư. Chẳng lẽ tán cái chứ thiệt. Dạ. Dạ làm ơn rước thầy để vô giùm nè. Dạ. Không có để cho người ta nói. Dạ nói. Thầy từ từ vô. Dạ. Thầy biết là vô đây là dông nè. Dông dập dìu, dông ồn ào lắm. Thầy vô không có tịnh tâm được. Cho nên phái ta vô đây trước. Đây, xin mời. Hãy ra đây. Dạ. Lập dạ. Đàn rồi xong hết rồi mới mời thầy vô. Con gia chủ nhà này. Rồi, xin mời. Dạ. Em có ngồi rồi. Không? Em có ngồi không? Em đừng rửng mở nữa nha. Dạ, thôi chừng nào kêu tới em rồi em mới lên tiếng nha. Rồi dạ thôi em ngồi đây. Dạ ngồi đây hả thầy? Ngồi đó, để chờ lập đàn cái. Đây. Trời, ông thầy đó bộ đắc đạo lắm sao mà gắt dữ vậy thầy.
giúp cho chân tay. Dạ, chùm má lại. Hả? Từ đó giờ tôi mới thấy người ta chùm đội này giống đội cao đậm vậy kì vậy. Ê, ê. Thầy, thầy. Ê, từ từ. Dạ. Cứ ngồi đó, đây. Cúng là phải có lễ đàng hoàng, trái cây. Dạ đâu. Đây, đó. Ủa cháu cúng cầm trái đoạn hậu vậy thầy? Kinh tế khó khăn cúng trái thôi. Nha. Dạ. Rồi chờ đó. Từ Đức ơi. Dạ. Dạ. Cung thỉnh thầy Tư. Cung thỉnh thầy Tư. Hôm nay có chuyện gì mà gia chủ thỉnh thầy về đây? Trời ơi, cái giọng nghe sang sảng, cái giọng biết thầy rồi. Dạ, dạ thầy, hôm nay con muốn thầy cắt duyên âm cho nhỏ con gái con. Dạ, cho lấy chồng mà đừng lấy tuổi khỉ. Không, nó muốn... Đứng im coi! Dạ, con ngồi im à thầy. Không, đang nói hai cái vong kia. Trời, nhà con nhiều vong dữ rồi thầy. Nhiều vong lắm. Dạ. Nhà này rất là nhiều vong. Dạ. Gia chủ. Dạ. Sẵn sàng ngồi cho vong nhập chưa? Dạ con sẵn sàng rồi. Coi, thằng quỷ nào đi trước tao thắng gấp dữ mày. Thầy, tao, thầy. Tao á, tao. Ủa, thầy, thầy hả? Dạ, xin lỗi thầy. Thầy thắng thì phải báo chứ thầy. Thầy, thầy, thầy ơi, còn con nữa thầy. Chết nó. Quỷ đi. Chết nó. Trời ơi, tự nhiên ở đâu chui với chân. Hai mẹ con nhà này sao nhoi quá. Đứng im coi. Có sao không? Trời. Làm lễ cổng. Chắc chạy. Trời ơi, bánh thắng chi, bà cha. Dòng không à. Lết bánh luôn thầy ơi, thắng thì phải báo thầy ơi. Đi theo ông chị. Dạ con biết, con nghe nhạc là con đi à. Bà tuổi gì? Dạ con tuổi Dần. Bà tuổi Dần với bà đâu phải tuổi Ngọ đâu, bà như con ngựa vậy. Nhạc lên cứ đi. Đứng lại. Bà làm gì á? Tưởng thầy rước con qua Campuchia trục xuất vong. Cái con điên này tao mệt nó lắm rồi nha. À, cỡ ba cái con mày mướn tao kiểu này chắc tao chết. Mang lại. Ê cái này con biết nè. Qua tới Lào rồi. Trời ơi, cái này con biết. Ừ. Cái này con chịu, con có đi nước này rồi. Mày đứng lại. Nhoai hoài. Thầy ơi thầy, thầy có trục lộn công chúa Hằng Nga ở Đồng Tháp về không thầy? Thấy giống lắm. Mày tào lao. Mang lại. Dạ. Ôi. Ê cái này cái biết luôn, Ấn Độ. Đó, thấy chưa giống lắm á thầy. Tao bóp cổ mày chết. Dông không về mà cái con này nó hành tao rồi. Dạ thầy. Công nhận má con giỏi dễ sợ luôn. Đây muốn nhảy lắm đúng không? Dạ. Muốn nhảy cho bà cái nhạc này bà lên tới trển luôn. Cái gì vậy? Cái gì ha? Cái gì? Cái nhạc này đưa con đi đâu rồi thầy? Đưa bà về dưới á. Thầy ơi bỏ đi thầy. Nhoi hoài cái bắn chết mẹ cho rồi đi. Thôi miết. Thầy ơi thầy. Còn có lại đi. Dạ, cái gì vậy? Hả? Sao cổ tôi vậy? Hả? Xử kiểu này xử bình thường xử không được. Đây. Còn có lại. Dạ. Đây, lấy cái này cột lại đi. Cột tôi sao? Quấn nó lại. Dạ. Bộ cái vong này nó dữ lắm hả thầy? Dữ dàng lắm. Má ngồi yên. Để con cột cho. Rồi. Trời ơi. Đi. Cái gì mà nhiệt tình dữ vậy? Cột má lại mà. Ôi da. Ai mượn? Trời ơi. Dạ rồi. Ôi da. Cửa xuống. Ê. Thầy 30 năm rồi mới thấy cái đứng tướng này hả thầy?
con. Ôi da. Thầy, sao quánh như con không đẻ vậy thầy? Quánh để cho cái dông nó ra. Bây giờ bà muốn cắt viên âm không? Dạ muốn. Thầy, muốn thầy, cắt viên âm cúi xuống. Cái dông này giờ thành quỷ luôn hả thầy? Thầy mới nói con quỷ đó. Không, quỷ nó thấy bà nó còn sợ nha. Cúi xuống. Dạ. Đứng kiểu này nhột quá lại. Lâu quá, không đứng giờ đứng thấy kỳ. Tôi ngồi lên đây kỳ hơn. Bây bà cha bà ta bà na bà nà bà. Con quỷ không à? Đây nè. Kim thứ nhất. Mày lên xuống rồi. Ủa mới quánh ai nha cái kẹp vậy thầy? Quánh vòng đó. Vòng nhà này thấy ghê quá, giống cô hồn âm binh đi nhiều dữ rồi thầy. Nhiều lắm. Dạ. Đây nè. Kim thứ nhất tao quánh ngươi. Dạ. Về cái tội ngựa bà. Về cái tội ngựa bà. Kim thứ hai tao quánh. Về cái tội lì nha mày. Lì nha mày. Ừ đó giỏi á. Đây nè, tuổi thân nó ăn hết của ông nội ông ngoại mày hả? Sao mà mày ghét cái tuổi thân dữ vậy? Hả? Này thấy bắt đầu sai sai nè thầy. Sai quýnh nữa, sai quýnh à, nữa. Sai 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 không được rồi, được rồi, gỡ cho má con ơi. Gỡ cái gì mà gỡ? Gỡ cái gì mà gỡ? Hả? Ê, hai đứa cái gì? Ôi, trời cái gì vậy? Mở ra. Không có gỡ mặt tao bay nữa. Cắt viên âm cái gì? Cái gì? Về. Mắc cái chân ôn gì bà cắt viên âm? Ông mắc cái chân ôn gì ông quánh đâu như con ông đẻ ông vậy? Thích quánh được không? Ông lại mà ông vô. Ê bộ cái tuổi thân nó ăn hết của ông nội ông ngoại bà. Ê bộ tuổi dần nó ăn hết của ông cố nội xong vô ông quánh như con ông đẻ đau thấy bà nội. Dạ có đau đau chứ mà đừng có đứng banh càng con gà này nha. Tao nói thiệt mày, tao không cắt viên âm tao cắt buồn trứng hết rồi. Ráng đi. Cái gì vậy? Ráng đi. Tôi nói với mấy người biết. Vậy con tôi đẻ ra tôi có quyền gả, tôi gả tôi không thích gả. Nhưng mà tuổi thân mắc mới gì? Tôi không ưa tuổi thân. Nó thấy cái thứ tuổi khỉ là cái thứ không có chung thủy. Cái thứ cà chớ. Đáng thứ má. Đi. Bỏ đi. Đừng quan tâm vấn đề đó. 37. Tại đi ta bảy. Tuổi khỉ nó tốt. Tốt cái cù lôi. Nó làm gì bà hận nó? Tôi nói cho ông biết nha. Ông vô đây ông cắt được kia nghe mà cắt không cắt được. Ê. Thôi, con gái tuổi đẹp quá mà, thấy không? Nè, tâm nó đẹp quá gả ai cũng được, riêng tuổi khỉ là đừng hòng. Nó làm gì bà ghét nó? Mồi. Hả? Tại bà. Cái thứ tuổi khỉ là cái thứ à, ăn đào mà không ăn hết trái. À, tại sao đó? Đó là Tề Thiên Đại Thánh đó, lên cho nó hái banh vườn đào người ta ăn trái dục, thấy không? Cái thứ khỉ là cái thứ không có tốt. Hái đào thì ăn hết đi. Dẫn vô vườn đào, bao nhiêu cái đào cao không hái lựa, cái đào lùn nó hái. Tại đào lùn dễ hái, ăn xong không sình bụng, tôi sình bụng. Rồi, khi mà tôi đã bụng mang dạ chữa cái thứ khỉ già, mắt tôi, mắt dịch ở đâu mất tiêu. Tôi phải xa xứ, tôi đẻ con. Rồi tôi bưng về đây, tôi bán bánh canh cái món mà cái thứ đó đó, cái thứ thích ăn. Nha, tôi về đây tôi bán mười mấy năm trời, tôi chờ mà vẫn không về. Hả? Đồ cái thứ phản bội, đồ cái thứ dắt chanh bỏ vỏ, đồ cái thứ uống nước chanh mà không có lấy đường, đồ cái thứ ăn bánh canh lấy cua mà không lấy bóng, lấy hành mà không lấy ngò, lấy tiêu mà không lấy huyết. Thôi, được rồi. Má, ông có cãi lời má, phun nước miếng mà ông cho tao. Xạo. Ây cha. Trời ơi, bấy cái gáy luôn à. Ôi, con xin lỗi má. Má ơi. Quả báo đó. Đã như báo. Má. Cái tuổi khỉ đó nó không phải như bà nghĩ. Đã như vậy với bà nghĩ. Hồi đó là bà dụ tuổi khỉ vô trong vườn đào. Cù lôi nè. Đang đi củi bà dụ vô vườn đào. Đúng. Bà dụ vô vườn đào bà nói là thôi vô đây ăn đi anh. Xong bà sắn cái cây vô mặt nó mang. Con nhìn đi, với cái nhan sắc này ai dụ ai? Mày nhìn đi. Nhìn đi. Đó, mày nhìn đi. Ta, mày công đạo nói đi. Nhan sắc này ai dụ ai? 1m85. Dạ. Con thấy con chuột là con muốn xỉu rồi má ơi. Trời ơi. Cái này chắc má dụ người ta quá. Đó, thấy chưa? Bà vũ đàng hoàng, bà con, vũ con cũng thấy vậy. Dạ. Ngày xưa tao đẹp lắm. Dạ. Ngày xưa tao cao 1m88. Dạ. Tại tao nhớ thương người ta quá, tao rút xuống bây giờ tao còn có 1m58. Trời. Bà chào. Ủa mà ngày xưa bà cũng y như vậy. Ngày xưa là bà rủ tôi vô vườn đào. Ông biết cái gì bà không? Bà rủ vô đàng hoàng mà. Cái thầy cắt duyên âm hả? Ghệ tao mà. Con này cũng ghệ tao. Quá the hell. Oh my god. Oh, that đi. What do you say?
sẽ mai ghế. Trời, ngày xưa như vậy mà bây giờ như vậy một trời và một vực. Mắc gì? Cái gì vậy mắc? Hỏi đo, bây giờ bà đo cũng không còn nữa đâu. Cơ nó đi hết rồi. Bà nói bà ghét tôi. Bà ghét tôi tại sao? Bà không treo ở gần dưới này nè, để bà phun cái vô mặt tôi. Bà phun mắt mẹ nó đâu dép, mắt mẹ nó chiếc à. Ha. Bà còn yêu tôi, tại sao bà cấm tụi nó lấy tụi thân? Tôi yêu không bà nào? Bà còn yêu. Tôi yêu được giọng đó. Nhìn vô trong ánh mắt bà là còn yêu. Mà tôi... Ông đừng có nói cái điều đúng. Ông bà còn yêu tao mà. Ông đi ra khỏi nhà tôi đi. Không. Ủa đánh đi. Má ơi, tôi về đây để xin lỗi bà đó. Không cần. Vì hoàn cảnh, chứ tôi đâu có muốn xa bà. Khi tôi đánh cá ngoài biển rồi bão tới, vô tình tôi trôi qua nước người ta, rồi tôi đi định cư ở nước ngoài luôn. Có mấy lần nhờ người ta về tìm bà, nhưng tới đây đâu có. Bà đi biệt tích, tôi tìm mười mấy năm không có. Tôi rồi cũng mang giả chữa mà, sao mà tôi dám ở xứ này? Rồi tôi đẻ tâm nó lớn rồi tôi có về đây nè. Mười mấy năm nay tôi bán bánh canh ở đây nè, cái món mà mấy người thích đó. Rồi mấy người có về kiếm tôi đâu? Đâu có biết ở đâu mà về. Bữa đó vô tình thấy thằng quỷ này lên mạng cua cái con ghẹ này nè, thấy nó xấu quá mà nhào vô coi thử. Tôi không hiểu tại sao mày lấy cái con mà xấu dữ dằn vậy. Nó con ông đó. À quên, con tao á. Đẹp, nó đẹp, nó đẹp. Chắc ông đẹp dữ à. Ủa mày nghĩ Tâm là con đất đi. Ba con á má. Ba ba nhận ba đi. Ba con. Ba. Rồi con Andy. Andy nó con tao. What the hell? Mày cứ heo đi tó hoài. Không phải. Nãy giờ con vô đây con không hiểu. Con nhờ Daddy về đây để con rồi làm sao ta được như vậy trời ơi. Được mà. Sao được? Mày con ruột nó con nuôi mà. Yeah. Nó con người khác chứ đâu phải con tôi. Rồi tôi định nhà quá tôi xé xác ông rồi. Nói lại đi ba. Vậy. Nó là con khác. Nuôi. Yeah, cái vấn đề là con không hiểu tại sao tự nhiên vô đây là con tưởng con có ghệ thôi, ai về Daddy cũng có ghệ nữa. Không phải, tại tao tìm bả lâu lắm mà không ra. Yeah. Tao mới lên mạng coi mày cua cái con này nè, tao thấy nó như quái thú vậy đó. Tao mới thấy mặt má nó. Yeah. Mới kêu về đây luôn lượt đó. Wow. Mày wow cái gì? Dạ không. Tại sao mày yêu nó mày nói tao nghe coi. Dạ thật sự ra là mày muốn qua đường. Dạ không có. Thật sự nét đẹp của nó vậy mày thấy sao? Sẵn vô tao đây. Tao nổi da gà rồi đó. Ba. Trời ơi, không con... sao đâu con, nét đẹp đó của ba với má cộng chung lại mới ra mày mà. Cho con xin phép con lấy bình tĩnh, con nói luôn. Sẵn có... Nói đi. Mẹ của bé Mỹ Tâm ở đây. Con mới nói thiệt sự ra là lúc đầu con thấy con cũng muốn ói lắm. Dạ. Không. Em đi. Cái đó là cái lúc đầu thôi. Nhưng mà sau này rồi trò chuyện rồi con thấy bây giờ người ta thực tế quá. Nhưng mà con yêu cái nét xấu đó. Mặc dù xấu mà xấu như con cóc chạy qua đường mà bị xe cán luôn á. Cái gì vậy? Rồi trời mưa xuống 2-3 lần nở ra rồi xe cán tiếp vẫn còn xấu luôn. Nhưng mày mà, diễn tả quá vậy mày. Không. Cái đó là cái thật sự. Con là có sao con nói như vậy mà. Thôi nói chung là nét đẹp thuần chủng. Dạ đó, nói chung là cái nét đẹp thuần chủng mà không có lai tạp. Đó, bậy. Có lai tạp tao với bả. Nè, dạ. Bao nhiêu nét xấu của tao, bao nhiêu mà mày xấu là em đi đúng không? Dạ, ý là... Mày là tủi thân đúng không? Dạ. Con yên thân đi. Con là con khỉ. Dạ. Mà con có gặp con cóc này á, ha, có 1000 lần đi nữa mà con bắt được con cóc, con nhìn thấy nó con xỉu, con mở ra con nhắm lại con có xỉu 10 lần à. No, con thử rồi. Thích lắm. Thật sự ra là con thích là cái nét chân thật vậy đó, chứ bây giờ con gái á nhiều khi đi sửa hết trơn rồi, nhưng mà nhiều khi sửa chung bệnh viện đưa ra đứa nào cũng giống đứa đó à. Cái nét này lạ nè, không có vô đâu với đâu hết á. Cái răng của bé Mỹ Tâm á nó như vậy nè. Cái răng của con nó như vậy nè đó. Oh my god. Buffet. Yeah. Andy. Mày nhoài quá con ơi. Andy.
Bà dạy con bà vậy đó hả? 30 tuổi là chế độ nhúng tự động. Tự nhiên 30 và tự nhiên bắt đầu là nó nhúng vậy nè. Bây giờ tôi nói cho bà nghe. Con nãy nè, khoan đã. Vậy? Con thấy anh Andy ảnh nói vậy, con sung sướng quá. Sung sướng đứng im đó đi, để tôi giải quyết ông này. Chưa có chấp nhận ông chưa qua nhà này. Bà bỏ qua cho tôi đi. Không. Đừng có hận nó nữa. Dẹp. Đừng có hận tôi rồi hận luôn thằng này túi khỉ. Tội nghiệp nó. Tôi sẽ treo tấm hình này lên, mỗi một ngày tôi phun nước miếng nữa cho trôi chiếc dép bên đây luôn. Thôi mà. Đi đi. Thôi mà tôi nói. Đi đi. Được. Nếu mà đuổi, tôi đi. Đi đi. Đi đi. Ông đi thiệt hả? Đi rồi. Đi. Nó đuổi người ta đi rồi. Ông đi thiệt hả Tâm? Tâm. Mấy chục năm tao đợi ông. Vậy mà tao nói thiên trước thiên sau ông đi hả Tâm? Mày cũng bậy lắm đó Liêu. Nếu mày cản ông cho tao cũng có hàng tao hốt chứ. Tâm ơi, má thích ông thiệt. Biết mà. Mà nó nói tiếng trước đi. Bởi vậy khỉ già mất nết. Mà hên là đi lẹ. Đi chậm chậm tao nhổ sạch lông. Nếu nó còn đứng đây có nhổ không? Tâm ơi. Nói ông tiến đi quay lại đi. Mày có hàng mày đi rồi tao bơ vơ tội nghiệp tao Tâm à. Trời ơi Tâm. Hả? Đi đây. Tao mặc vô khỉ già mắc vô à. Thèm chết mẹ là sao sao. Đứng sao nghe hết rồi. Thôi dẹp đi. Về đó tôi với bà nói lại tình xưa. Còn để cho con nó có nơi có chỗ. Đẻ đứa con đẹp quá mà. Bà phi gì? Bà đẻ con đẹp quá mà. Rồi ông có đi nữa không? Đi chi nữa? Về đây phụ bà bán bánh canh. Thôi vậy quyết định là về đây bán bánh canh nhau. Dạ. Buồn. Buồn. Không nói nên lời. Thần tiên mà nó coi như là cái gì, nó không bao giờ nó chăm sóc, nó để ý. Mình là thổ địa, mình canh cái nhà cho nó biết bao nhiêu ngày, nhiêu tháng. Nó có thèm đói hoài tới đâu. Đi miết. Hai vợ chồng với đứa con đi miết. Không có ngó ngàng giờ có ông bạn ngồi kế bên, ông cũng đi miết. Bỏ một mình bơ vơ lạc lõng. Nhiều khi nghĩ lại muốn rơi nước mắt. Tôi nè. Trời đất ơi. Đi đâu dữ vậy? Đói bụng quá. Mấy ông bên kia gọi điện thoại qua bên bển chơi. Ông nào? Mấy ông bên nhà bà Ngọc Quang á. Mấy ông nào thần tài thổ địa bên bển á hả? Ờ. Qua bển làm gì? Qua bển coi mấy ông ăn. Ăn gì? Coi mấy ông ăn cái gì, ở đây nó cúng toàn trái nhựa, không có ăn được đâu. Bên kia coi người ta cúng tới bắt ham. Nhà ai? Nhà bà Ngọc Quang. Ngọc Quang, à cái bà bán học sàn á hả? Ờ. Chù chà. Ở đây 8 ngày nó mới cúng được trái chuối. À. Bên kia 8 tiếng bà cúng con heo quay. Trời ơi. Bởi tôi qua tôi sẵn tôi dẫn mấy ông đi khám bệnh luôn. Là dẫn thần tài thổ địa bên bển đi khám bệnh luôn hả? Ờ. Ủa sao bệnh? Mỡ trong máu. Làm gì mỡ trong máu? 8 tiếng ăn con heo không mỡ trong máu sao được. Trời ơi bà. Sẵn nó ghé nhà Bằng Kiều. Ủa ghé nhà Bằng Kiều chị? Trời ơi nó cúng tới ham luôn. Cái trang ở chỗ này mà nó cúng dài ra tới đây nè. Trời. Bánh rồi đủ thứ hết. Nó bài dài vậy đó hả? Ờ có cái ông điếu hút thuốc lào nữa. Trời ơi nó cúng nó vàng mặt thần thánh luôn á hả? Ờ. Cúng gì cúng dữ vậy? Cũng có uống điếu uống thuốc lào luôn mà. Không mà cũng phải ông ơi. Nó ca sĩ mà. Nó đi hát tiền quá trời nó cúng nhiều. Hiểu không? Bữa nào hết nhiệm kỳ ở nhà này mình đổi qua nhà mấy thằng Hề đi. Ờ à, qua xin mấy nhà nào nổi tiếng á nó cúng vậy. Qua nhà Quỳ Linh đi. Trời cái thằng đó nó giờ nó cũng có tiền lắm á. Sai lầm. Cha
cái gì? Đọc báo thấy nó xây cái nhà gì bự quá trời, bự quá trời tiền. Đó là ông đọc báo thôi. À? Báo nó nói xạo á. Hả? Báo nhiều khi nói nó chết mấy lần rồi. Vậy đó hả? Nói nó mổ cổ họng bị đột quỵ, bị bất tỉnh gì đó mấy lần rồi. Hả? À? Qua nhà nó là ăn mắm chết mẹ luôn á. Dạ. Yeah. Trời đất ơi. Kiếm nhà khác. Thôi, tôi nghĩ là trong cái nhiệm kỳ nhà này á, là tôi phải qua một cái nhà nào đó mà cái thằng chủ nó phải sang trọng chút xíu, hiểu không? À. Nó phải gọi là ăn uống là nó sang trọng chút xíu. À. Trong a à, có qua nhà Chí Tài. Thôi bỏ đi nha, bỏ cái tư tưởng đó là bỏ đi nha. Tôi ở nhà nó nhiệm kỳ 20 năm tôi biết. Mỗi lần nó cúng một cái bánh bao là trời mưa 4 ngày. Bỏ đi. Ủa là sao? Không ai ăn của nó được đồng nào đâu. Thằng Hoài Linh nó còn cấp cho thằng Chí Tài một cái kim bài miễn trả mà. Ăn là không để Chí Tài trả tiền. Đó. Trả tiền là trời mưa. Thôi vô ngồi, vô ngồi. Hèn chi. Đói bụng quá. Ơi, nó cúng trái cây nhựa mà ông ơi. Thì bởi vậy đói bụng quá, qua bên kia hử không mà no. Ơi. Bởi ta nói mình á, mình phù hộ cho nó hoài mà nó có cúng gì đâu. Ăn rồi nó xin không chứ nó không cúng. Mà cái gia đình nó keo kiệt nè. Đốt đèn cây lát gì nó thổi tắt bây giờ nó nói hao. Bởi vậy đốt chơi vậy thôi. Ê, thằng chồng về, thằng chồng về. Alo, làm sao? Tại sao nó có trường hợp nó xảy ra trong căn nhà này chứ? Tôi đã nói bao nhiêu lần rồi, không có muốn tình hình căng thẳng như vậy, thấy chưa? Rồi ra đi. Cái này gặp nó căng thẳng hả? Ai biết, có lúc nào nó dùng nó tới tầng căng không? Phải cúng mới được. Đó, đó, không, sắp, không, sắp không, được không, ăn, không, sắp, không, sắp, không, sắp được ăn. Sắp được ăn, sắp được ăn rồi. Mừng quá. Sắp được ăn rồi. Ê, thằng này mới đi hơi mập nha không? Thằng này mới đi hơi mập đó. Ai mà đốt đèn cây cho nó tốn vậy? Thấy chưa, thấy chưa? Nói từ đầu rồi. Bà nội cha nó cúng thần thánh mà nó đưa nguyên cái chảo vô mặt vậy đó. Né né ra đi, xui lắm, xui. Ông điên quá, cái này thâu hình mà nó đưa vậy mới thấy mặt chứ. À. Thôi đi, không có cúng gì chăng trời á. Nhang mà nó còn cho hử, ông thấy không? Ghê, keo kiệt quá mức. Ông cười cái gì? Hả? Bà nội cha thổ địa cái logo là phải cười chứ. Trong nhà này bao nhiêu chuyện buồn vui lúc nào cũng cười là sao? Hả? Địa là phải cười chứ sao kỳ vậy? Ai biết à, ông ăn ở sao mà nó chửi ông hoài. Ông nữa. Ông là thần tài hả? Tôi xin bao nhiêu tài lộc không bao giờ có. Mất tiền hao của không à. Mày có cho ăn đâu mà tao phù hộ. Bà nội cha nó, hồi nó mới thỉnh mình về đó, đứa nào nó lấy mặt hồng hào, nó chửi riết mà phai màu luôn rồi. Ông đổi tên đi ha. Đổi tên hãm tài đi chứ không phải thần tài đâu. Mày nhớ cái câu này nha. Tao mà hãm là mày chích bà mày đó. Ôi, tôi nói thần thánh mà nó bổ bán như vậy làm sao mà nó có phước thần được. Bởi vậy. Còn ông nữa. Xin xin xỏ xỏ, không bao giờ ông cho gì hết trơn đó. Tôi xin biết nhiều lần rồi. Trời ơi trời. Bà nội cha nó phun mà nó phun. Trời ơi. Mới ăn bún mắm hả? Tôi nói thiệt á. Nhắc tới hai ông á hả? Là tôi cạn lời luôn. À. Cái thằng này chắc tôi hiện hình rồi, tôi bẻ cổ nó quá. Đúng rồi, tôi nói thiệt ông ơi, nhiều khi ở trong cái nhà này thần tiên cũng phải nổi điên vậy đó. Nổi điên là phải rồi. Chứ, nó nghe hả? Vô tình thôi, trùng hợp thôi. Tôi muốn ra đây tôi nói cho hết ý của tôi. Tôi nói thiệt, nhìn hai ông đó hả? Ủa, sao mất rồi? Nó thấy luôn hả? Nó làm sao nó thấy được? Nó đoán mò hả? Cạn lời. Mệt. Thà mày cạn đi, mày còn lời mày chửi không. Ngồi đi. Gia đình gì đâu mà
mỗi lần gặp là nó chửi. Ông tắt luôn cái đèn này đi, để tôi hít ra vô mắt ông ung thư nữa. Hồ biến. Hồ biến. À. Không có gì ăn á, bây giờ phép nó cũng phai mờ hết trơn hả? Nó ngồi dây hoài. Ê, hot girl, hot girl, hot girl. Con vợ đó, con vợ. Ê, mới được giải đó. Á hậu. Thấy mặt nó bình thường đúng không? Bình thường là cái mặt không make up đúng không? Make up lên cũng bình thường. Ông sao ông thần thánh mà ông soi mói người phàm chi? Thiệt chứ bộ, nó làm gì nó ngồi nó khóc hoài vậy? Ai biết. Ê, nó buồn tội nghiệp á. Con còn phải thắp nhang, con xin ông địa ông tài phù hộ cho con. Xin ông tài nào? Thần tài đó, nói tắt đó. Lỡ nó xin chí tài sao? Có đâu, thằng đó ai xin mà nó cho. Dạ, con lạy ông thần tài, thần địa, ông thổ địa. Ông phù hộ cho con. Ông phù hộ cho con. Trời ơi. Con ngày nào con cũng cầu xin hai ông. Con cúng trái cây cho ông hai ông. Ăn ngập mặt hết trơn mà hai ông không phù hộ cho con gì hết trơn vậy. Trái cây kìa. Trái cây mà nó còn để nguyên trên cây sao dám ăn. Con cúng trái cây quá trời mà hai ông chịu ăn, hai ông chịu phù hộ cho con gì hết trơn vậy. Tao ăn cho chết bà tao hả? Mà sao nó cúng kiến mà nó ăn mặc thấy ghê quá đi. Tao nói ông rồi, bây giờ con gái bây giờ nó không ý tứ đâu. Nó đi tới mấy chỗ linh thiêng mà nó mặc quấy ngắn, nó mặc đầm ngủ. Chứ cha con quên, ăn mặc hớ hên quá à. Để con xin lỗi ông Tài với ông Địa. Để con quay ra đằng trước. Dạ con xin hai ông. Trời ơi. Dạ con. Trời ơi. Ông nói làm gì để bây giờ nó cúng phao câu kìa. Nó làm sao nghe được. Nó tự thấy chứ nó làm sao nghe được. Đàn bà con gái gì đâu. Không nhưng mà cũng được. Con này nói vậy chứ mà nó cũng còn xinh. Không phải như thằng chồng nó chửi mình không à. Nó hiền lành, nó nhẹ nhàng là tôi mái rồi. Tôi sẽ cho nó đó. Tôi nó xin đi tôi cho liền. Mà sao hai ông mắc dại vậy? Cúng hoài à, xin hoài à, mà không bao giờ cho gì hết trơn vậy. Thần tài thổ địa gì mà kỳ cục vậy? Trời ơi, thần tài thổ địa phải linh thiêng chứ. Chứ để người ta xin hoài à, mà không có cho cái gì hết trơn vậy. Vừa vừa phải chứ. Trời ơi, tao nói thổ địa gì mà ăn cái gì mà tao nói bụng mỡ không à. Mỡ bà nội nó chứ mỡ. Thổ địa người ta bụng chà bá. Thổ địa này không có gì ăn, cứ ốm nhách ốm nhiều. Trời ơi, thổ địa này nhìn giống như mỡ trong máu vậy à. Trời ơi, cái mặt ngồi cười hoài mà không có phù hộ gì cho chủ nhà, gia chủ gì hết trơn à. Bực bội hết sức à. Ông ăn nữa sao nó chửi ông không? Còn ông nữa à. Ông thần tài gì đó mà thì cái ta thần tài mặt nó phải tươi vui đúng không? Thằng tài tao nó mặc như con khô hố vậy à. Râu thì ghét à. Thằng tài tao râu dài vậy đó, râu cục ngủn à. Bà nội mày, người ta nói đói mọc râu râu rụng tóc đó. Bây giờ tao đói tao rụng râu hết rồi. Qua bên nhà mấy người mà được ăn râu mấy ổng thấy ham dài tới đây. Vậy đó hả? Râu tôi giờ không còn cộng. Đói quá mà. Thằng tài thổ địa gì mà không có linh thiêng vậy trơn à. Nhìn là thấy là hãn tài à. Không có nói gì nữa hết á. Cạn lên. Trời ơi. Không hiểu sao thằng chồng nó lấy con này làm vợ luôn á ta. Hai đứa nó được câu cạn lời nói hoài. Cái gia đình gì đâu mà nó gặp thần thánh nó chửi không. Thôi tôi nói đúng mà. Hết nhiệm kỳ xin đi chỗ khác cho rồi. Khổ quá rồi. Tôi hết nhiệm kỳ tôi qua nhà Minh Tiết đó. Con đâu không biết có cúng không á. Có, con nói số nào Thúy Nga nó không cúng. Nó lên là thấy bưởi không. Mà nó cũng hay sinh lắm nha. Nó hay sinh lắm. Chứ nói chút ngày nó lên Thúy Nga là cái nó sinh hoài. Nó sinh hoài. Không biết nó sinh cái gì mà nó sinh hoài. Cứ vì cọt ác sinh là nó sinh. À vậy tôi
Tôi biết rồi, tôi thấy rồi. Đó. Lời nói đầu môi, anh ở chót lưỡi đầu môi. Đó. Nó xinh hoài, nhỏ kỳ. Ê, ê, ê. Thành viên cuối cùng của gia đình, con của hai vợ chồng. Khổ quá. Quá là khổ. Khổ, khổ, khổ. Tại sao khổ? Con nít người ta mới sinh ra, người ta khóc ngoe, ngoe, ngoe. Cô em mới sinh ra, em khóc đẹp, đẹp, đẹp. Dạ, đẹp là hồng nhan bạc phận, em phải khổ thôi. Khổ quá. Cô lại hai ông. Cô lại hai ông. Ngày thành tâm nè. Lại có lại là được rồi. Cô lại hai ông. Xin hai ông hãy làm ơn phù hộ cho con có cuộc sống bình thường như bao nhiêu người khác. Thằng này nó có tâm đó, phù hộ cho nó đi. Rồi, mày xin đàng hoàng. Xin đi đàng hoàng phù hộ. Trời, tôi thấy cái mặt hai ông dễ thương quá. Đó, thấy chưa? Khỏi cần nịnh, mày chỉ biết cung kính là tao phù hộ. Hồi đó giờ, hai ông biết con không bao giờ xin hai ông điều gì. Hôm nay con xin nè. Xin là mình phải dâng lễ vật nó mới có thành tâm. Ê, có ăn, có ăn, có ăn. Sống là phải có cái tâm. Dạ, yeah. Đây, trời hai con dâng chuối. Trời ơi, má ơi. Mày tốt hơn ba má mày nha. Chui bao nhiêu ba má con. Suốt ngày ba cái đồ mũ đó mà cúng hoài. Làm sao mà thần linh nào người ta chứng. Dạ. Dạ con xin hai ông. Đó. Dạ xin thần thánh dạ phù hộ cho con. Cho nó nha, nó xin được dạ. Cho nó nha. Xin cho ba má với người yêu của con tin con là con gái thiệt được. Dục mẹ nó trả này chuối lại mày. Trời đất ơi. Trời ơi nói vậy là mày qua mày xin mấy bác sĩ bên Thái Lan cho tụi ta làm gì làm được. Trời đất ơi. Nói vậy là hai ông không có chứng minh cho con hả trời. Ông làm phép quăng nãy chuối chi. Trời đất ơi. Ờ đang đói mà thôi ăn dạ, đi. Không không. Dạ chuối này là cho ông Địa. Dạ chứ phải cho ông. Nhìn cái mặt ông là biết thèm chuối lắm rồi. Thôi để tôi lấy đi. Để tôi lấy thì tôi cho mấy cái. No, this is not for you. Yeah. Còn ông nữa. Ông dòm cái gì? Thấy ghét không? Má hồng mà ông đánh lố hơn tôi vậy đó hà. Đánh kiểu này chắc một tuần hết anh họp phấn quá. Tôi biết sao ông phù hộ cho tôi rồi. Ganh tị nè. Bỏ đi nha Địa. Bỏ cái vụ bóng kính đi nha Địa nha. Thằng này nó vô duyên. Cái này là do lò gốm. Lò gốm nó vẽ cho bộ ổng tự vẽ hả? Lố quá. Bà hồng quá. Địa ơi Địa. Địa bà bóng chắc không ai thèm đâu. Nha. Đừng bao giờ có cái ý định mà bỏ làm bóng nha. Bóng bây giờ là phải như chế. Đó. Bóng là phải sử nhi. Phải trẻ trâu. Phải đẹp như chế. 57 tuổi chế muốn lấy chồng. Muốn chồng giàu đẹp lại có xe hơi. Chồng chế phải đẹp như bằng kiều. Chồng chế phải xích bát như đa nguyên. Chồng chế phải bự như quan lề. Bỏ đi. Thần tiên gì mà không có linh thiêng gì hết à. Ăn đi. Không có linh thiêng là mình đâu có phải. Mình đâu có cho ăn tươi sống được. Túi chuối này chuối sống nè. Không linh thiêng là phải cho ăn chuối chiên. Ngày mai em cúng cho chuối chiên ăn. Ê, bữa nào rảnh rảnh á, nghiên cứu thử cái con này nó hành tinh nào nó xuống vậy. Khổ quá. Ăn mà cũng bị hụt. Bà ra đây. Cái gia đình. Ra đây. Ra đây. Ra cái gì? Cái gì vậy? Cái gì vậy? Hả? Hả? Có cho biết. Hả? Bà phải trả lời tôi điều này đàng hoàng. Ông á, ông mới trả lời cho tôi biết á. Ông là đàn ông mà tại sao ông lôi tôi vậy hả? Nè. Đàn ông gì mà kỳ cục vậy? Cái gì? Đàn ông gì mà hành hạ? Tụi bay là con người, tụi bay cũng phải biết đang quay hình mà cho tụi tao thấy hình chút chứ. Ông làm phép đi chứ, nó làm sao nghe ông nói được. Ồ, điên. Đó. Giạt ra mới thấy hình. Ông kỳ nha. Cái gì? Ông chơi xô tôi hả? Bà xô tôi thì có. Tao cà chớn vậy? Cái gì? Ông nghĩ chồng rồi ông ăn hiếp tôi vậy hả? Ông kêu tôi ra ông chửi cái gì? Tôi nói cho bà biết. Tại sao trong nhà này lại có một đứa con bệnh hoạn như vậy hả? Trời ơi, bệnh hoạn cái gì? Con tôi giờ tôi đẻ ra. Cái chuyện mà tôi đẻ được đứa con vậy là cũng ông hùng vốn nó mới ra được vậy chứ. Tôi hùng vốn. Nhưng mà cái chuyện dạy dỗ chăm sóc nó là chuyện của bà.
ha? Bà nghĩ sao? Đó là Trần Mạnh Dũng, bây giờ nó đổi tên thành Mỹ Dung là sao? Trời ơi. Mỹ Dung là cái chuyện của nó. Nhưng mà bây giờ ông cũng coi, ông kiểm tra lại cái gen của ông đi. Tôi nghĩ là cái gen của ông bị liệt rồi, nên con mình nó mới què, rồi giờ nó mới bóng luôn vậy đó. Mình cứ làm bậy. Tôi là một người đàn ông chân chính. Trời ơi, chân chính ghê ha. Chân chính thấy ớn luôn à. Chân chính mà giờ con tôi vậy đó. Không nói gì mà nữa. Chuyện xảy ra như vậy, tất cả là tại hai ông này hết. Đúng rồi, tại hai ông này nè. Cái gì vậy này? Trời ơi, cầu nguyện quá trời, muốn được cái gì hết trơn à. Ông nhìn cái gì? Ông còn nhớ lúc vợ tôi mang bầu, tôi tới tôi xin gì ông? Tôi xin gì ông chứ? À, tôi nhớ rồi. Lúc mà vợ nó mang bầu, nó tới nó xin là ông địa ơi, cho tôi đứa con trai. Ông quên được cái gì? Tôi nhắc lại cho ông nhớ nè. Lúc đó tôi xin một đứa con trai, thấy chưa? Hả, cái gì? Ông vừa nói gì? Ông xin con trai hả? Đúng. Còn tôi xin con gái. Đã. Đứa xin con gái, đứa xin con trai, tao cho đứa BD là được rồi. Trời ơi là trời. Trời ơi là trời. Bà ơi. Trời ơi, ông ơi. Nhìn hai ông này đó ha. Cho hai ông này. Tôi nhìn. Tôi cạn lên. Cạn lên. Cái nó ra nó chửi. Ra chửi xong vô nghỉ giải lao. Cái nó ra nó chửi. Trời ơi. Nói chung là em cũng cạn lời với ba má em. Trời, có cái gì mà em bóng gió thôi mà. Gia đình em xào xáo mỗi ngày. Cái này là lỗi tại ai? Lỗi tại ai? Nói chung là không phải lỗi tại hai anh. Đúng, thằng này. Cái lỗi này em biết là lỗi tại ai rồi. Tại ba má em. Trời ơi, mới đẻ em ra em cũng rất là manly. Nghe cái tên là biết manly rồi. Đặt cái tên Trần Mạnh Dũng. Dạ. Sau này qua Mỹ em lên Facebook em mới sửa lại là Trần Mỹ Dung. Dạ. Cho nó nhẹ nhàng chút xíu vậy thôi. Và dạ, môn thể thao yêu thích đó là gì? Đá banh. Trời, Trần Mạnh Dũng mà đá banh nữa thì thôi quá là men. Dạ, nhưng mà bữa em vừa ra sân cỏ, thằng cu đen đá một cái banh bạc vô trong mặt em một cái. Ông già ông đứng từ đằng sau, ông thấy cái banh vô trong mặt đau sưng chù bá vậy đó. Ông đâu có chịu, ông cấm tuyệt đối từ đó không được chơi đá banh nữa. Thế là ông làm gì? Ông mua cho em cái banh nhỏ hơn, ông cho mua cái banh này. Trời ơi, cái banh này để làm gì? Em suy nghĩ ra, chỉ có thảy bắt chụp em chuyển qua chơi banh đũa. Trời ơi, em chơi banh đũa riết mãi trong nhà em không còn đũa để ăn. Dạ, chỉ có ăn muỗng thôi à. Đó, lỗi của tại ai? Đâu phải tội hai ông đâu, đúng không? Tội ông bà, tại ba của em. Chưa có hết. Em đâu có muốn đẻ em ra mà. Trời ơi, đẻ ra Trần Mạnh Dũng. Tự nhiên cho bằng áo đầm. Nói chung là em cạn lời. Làm như tụi ông về đây là để cho gia đình nó xả stress hay sao? Bây giờ tôi nói ông nghe nè, thấy thằng này nó tâm sự cũng tội nghiệp. Cái lỗi này là lỗi do 12 bà mụ nè. Đúng rồi, 12 bà mụ là bà nặng ngô người. Thôi được, để cái... đó tôi. Tôi điện lên nói chuyện với mấy bà coi đã. Ủa sắm hồi nào vậy? Ai cúng? Thật nhà này là đâu có cúng đâu. Bên hai ông bên nhà bà Ngọc Quang cho. Trời ơi, bà đó bà cúng iPhone luôn hả? Alo. À, 12 bà mụ hả? Ai phụ trách về vấn đề trai gái á? Bà Chính hả? Bà đâu rồi cho tôi gặp bà chút. Gì? Kéo máy hả? Bà đang kéo máy rồi. Vậy đó hả? À, lát nói bà về á, giúp giùm tôi nha. Quan trọng là bà ăn hay thua. Bà ăn thì bà về cho bà thua bà ở luôn trển á. Kệ đi, nhắn lại giùm tôi. Ờ. À, tôi ở 58261 Brockhouse Street. Cái gì? 58261 Brockhouse Street nè. Đổi lại giùm cho cái thằng họ Trần nha. Bây giờ đổi lại. Rồi cảm ơn. Rồi. Xong. Rồi 12 bà mụ rồi. Trời ơi, tôi nói. Đổi lại rồi. Nhà này chi được không được cái gì hết trơn. Suốt ngày nó chửi không. Kệ nó đi. Chửi với hửi khói. Về kìa. Đó, nó chửi nữa bây giờ đó. Tháp rồi nó dụi nè. Dụi xong cái nó chửi. Nó chửi xong cái nó phun nước miếng. Số. Xin thưa thằng Tài và ông Địa.
Rồi. Ủa sao bên này nó lạ vậy? Nó lịch sự lạ vậy? Đã từ lâu con đã lớn tiếng nặng lời với hai ông. Trời ơi, hối hận à? Con thành thật xin lỗi. Con chỉ xin hai ông kể từ ngày hôm nay phù hộ cho con sống bằng chính mình, sống một cuộc đời một người bình thường. Chứ mà sống cuộc đời bóng gió khổ lắm hai ông ơi. Cái gì vậy? Trời đất ơi. Ba. Ba. Kêu ba không thích. Chế ba. Trời, chế ba quay mặt nhìn liền vậy đó hả? Trời ơi, chế ba. Sao vậy chế ba? Con về đó hả? Dạ. Trời ơi. Cái gì vậy? Trời ơi. Ôi trời ơi. Bây giờ chế ba lộ luôn hả? Không lẽ nhà có hai chị em? Trời ơi. Nào giờ tôi tưởng tôi lấy chồng, ai về bây giờ tôi mới biết là tôi đang sống với một bà chị. Bà chị già lâu năm. Trời ơi. Bà ơi. Cái gì vậy? Tránh ra đi. Trời ơi. Ông tránh tôi nha. Bà ơi. Tránh ra. Bà nghe tôi hỏi một câu thôi. Bà cho tôi hỏi một câu thôi. Nghe bà nội hỏi đi. Một câu thôi nha. Hỏi cái gì? Áo đầm mày mua đâu đẹp vậy? Giờ hỏi tao đầm luôn rồi nè. Áo đầm đó em dắt má đi mua. Dạ. À, vậy hả? Ờ, bữa nào em dắt chị ba đi luôn. Ờ, nhớ à, nhớ giữ lời nha. Chế ghét mấy người mà sai hẹn lắm á. Ủa là có gì mà tầm lâm chuyện xảy ra vậy không ông Tài? Chắc là do tôi rồi. Hồi nãy tôi điện 12 bà mụ, tôi chỉ nói cái họ, tôi đâu có nói cái tên. Trời ơi. Thằng này là chủ nhà, bởi bà đổi nó qua cái giới tính nữ rồi, chết cha rồi. Gọi bà coi. Thôi khỏi gọi đi. Mình hiện ra luôn đi. Nó không có tin đâu, mấy đứa này làm sao nó tin thần thánh mà hiện. Hiện đại ra đi, giúp nó đi. Hồ Biên. Thì bà, em thấy cái áo này nó hợp với cái màu tóc của em. Bữa nào đưa. Ê. Thôi. Thấy không? Ủa ai vậy? Đằng sau nữa kìa. Dạ, thôi nhà. Trời dạ. Ơi, cái gì vậy trời? Chưa đến Trung Thu mà ông Địa đến đây múa làm chi vậy trời? Ơi. Ủa, múa bà nội mà chứ ông múa. Ơi, ông ơi, qua đây, qua đây, qua đây. Nói rồi, có gia đình thần thánh nên không có tin. Thần thánh mà nó coi thường quá. Dạ. Đâu có phải, dạ, không nhà, phải nhà không? Có chuyện buồn, tụi em không có coi cải lương đâu. Dạ, đi về đi bữa khác. Không phải cải lương. Ủa chứ, đâu mà tới đây. Tụi em nhìn vô trong cái trang coi có không? Hả? Trời ơi. Ủa, vậy? Đúng rồi bà ơi. Ta xin giới thiệu cho các con biết. Thì đây là... Đây là ông thần tài. Hả? Tên thường gọi là David. David. Ông tài tên David à? Nào, lấy cái tên nó lạ để người thường người ta không biết, hiểu không? Còn ta là thổ địa. Tên của ta là Jennifer. Hả? Cái gì vậy? Em nghi lắm đó. Rồi mà trời ơi. Thấy em hả? Hồng đỏ vậy là em nghi rồi. Chị trời em ơi. Thích quá. Thôi đi. À đúng rồi. À, bà ơi, đúng là thần thánh rồi. Chân đứng không chạm đất nè. Mày điên hả mày? Chân đứng không chạm đất là ma. Đó là thần mà. Lộn. Bây giờ vậy nè, thấy gia đình tụi bay như vậy, xào xáo như vậy, tụi ông lên á là để giúp cho các ngươi. Dạ. Quan trọng là tin chưa? Bây giờ tin chưa? Dạ tin. Gia đình con xin ra mắt thần tài và ông địa. Dạ. Ra mắt hoài, mày lại hoài. Con kia mà đừng có lại, hai đứa này lại thôi. Sao vậy? Dạ con quên. Con hôm nay con mão hở ha. Bây giờ tới đây rồi. Dạ. Nó hiện ra đó. Là dạ. Tại cái lỗi của tao. Bây giờ tao quá phép mày thành đàn ông trở lại. Dạ ông. Thành tâm đi. Thành tâm đi ba. Thành tâm. Hồ Biên. Hay quá. Sao mà đã. Hay quá. Ba đã trở thành đàn ông rồi. Cái gì vậy? Ông có làm gì đâu. Trời cái ơi. Gì vậy ba? Ông Tài, ông Địa ơi. Trời ơi, ông Tài, ông Địa biến sao mà giờ ngôi nhà không có đàn ông luôn vậy? Có mà, tao biến rồi. Giỡn thôi, tôi bị liệu. À, liệu trở thành đàn ông rồi. Đàn ông thì cảm ơn thần tài. Trời. Không sao làm đâu. Làm lại lần nữa coi có đàn ông chưa ba. Hả? Làm lại lần nữa. Đàn ông. Đàn ông rồi nè. Bây giờ ta nói cho các con nghe. Thôi, đàn ông ra để cái ngón tài gì hết á. Thầy ơi. Tôi làm lại. Nhỏ rồi mày ơi. Mày đúc hai tay vô túi giùm ta đi. Ở đó, đó. Con tôi nó bóng cũng do cái ngón tay từ từ ông ra đó. Thứ gì này ta nói cho các người biết. Dạ. Sẵn đây ta nói luôn, con của các người như vậy
giới tính đó là do trời định. Đúng rồi. Dạ. Không phải là cái bệnh. Đúng. Dạ, nếu bệnh á là đã có thuốc chữa rồi. Đúng. Dạ. Đây không phải là bệnh. Đúng. Thành thử ra không được kỳ thị nó như vậy. Đúng. Dạ. Miễn sao nó sống tốt, sống có ích cho xã hội là được rồi. Đúng rồi. Dạ. Ông Tài, ông Địa ơi, giờ đã biến chồng con thành đàn ông, rồi biến này cho nó đàn ông lại giùm con đó, chứ để người ta nói bệnh hoạn, tội nghiệp nó lắm. Không có biến được. Cái gì vậy má? Chồng mày là nãy ta sinh, ta mới biến được, chứ còn là nghĩa là bẩm sinh. Mày không hiểu gì hết trơn. Ở nãy ông mới vừa nói đó. Phải hiểu, có những thể loại thay đổi được, còn có thể loại của thằng này là nó vô xương rồi. Nó vô tới máu rồi. Không, nãy ông thần Tài đã nói rồi, cái này nó phải là cái bệnh. Ha? Cái bệnh là mình phải chữa hết, đúng không? Sida bây giờ người ta còn chữa hết mà. Cái này là trời cho, dạ, có muốn cũng không được. Đúng rồi. Nè nè đi. Thôi, để tao vô, tao không ngồi. Hả trời. Em thấy... Nè nè đi, cái bệnh delay dữ lắm. Mệt bà quá nha bà Jennifer. You're not my type. Bà. He is. Bà. Gì ông? Giờ tôi hiểu rõ câu chuyện rồi. Ừ. Thôi bây giờ tới từ ngày hôm nay tôi không có đai nghiến mà nữa. Con, lại đây. Bà. Tôi nói thiệt với ông á ngang. Bóng bây giờ là thiên tài không đó. Make up cũng giỏi nè, thấy không? Làm tóc cũng giỏi nè, thấy không? Nấu ăn cũng giỏi nè. Nói chung cái gì mà bây giờ là thế giới thứ ba là tôi thấy thành công và thiên tài hết. Dạ, đúng nói không chung con? Là bóng bây giờ nó bá đạo. Đúng rồi. Chỉ có mình mày bóng là dở nhất đó. Thôi được rồi. Bà vô ngồi trọng đi nha bà Jennifer. Thôi được rồi. Ừ. Bây giờ ba sẽ thương con như là một đứa con trai bình thường. Ừ. Nhưng mà ba chỉ ngại một cái là ngại gì ba đang muốn có cháu đích tôn nó nói dòng nói dỗi. Mà con thì vậy thì không biết làm sao. Thì bởi vậy. Có gì đâu ba. Tại con không muốn thôi. Cầu được ước thấy, muốn là được thôi à. Con gồng lên là được hết đó ba. Vậy, dạ. Vậy là ba con thấy tâm rồi. Dạ, có người nè vợ bốn con vẫn bóng như thường. Nha. Nhưng mà ba à, đời người con gái, bây giờ con đi lấy vợ rồi con có con, rồi con làm được bao lâu? Được cái gì? Tội nghiệp người con gái người ta đúng không ba? Đúng rồi. Vậy, ba cho con sống với chính bản thân của mình. Thôi được rồi. Miễn sao con sống có ích cho xã hội là được rồi. Đúng giống rồi. Như ông thần Tài nói, đúng không ba? Đúng rồi. Con hứa với ba, con sẽ là một người đàn ông. Con là một người có ích cho xã hội thôi. Bỏ cái chữ đàn ông đi. À, công nhận nha. Chị thì mình hạnh phúc quá. Hạnh phúc rồi nè. Tôi cảm ơn thần Tài Thổ Địa là hôm nay về đây ha, giúp cho gia đình mình hạnh phúc đoàn tụ, không có hiểu lầm nhau nữa. Ông Tài, ông Địa ơi, để hôm nay con đi mua trái cây, con dâng con cúng cho ông Tài, ông Địa nha. Mày quay mặt ra ngồi kia đây. Dạ. Để má, má, quay không không à, vậy thôi, để con mua heo quay con cúng cho ông Tài, ông Địa. Đó, bữa nay được. Heo quay. Trời ơi, chuẩn bị đi gì đó, gì khám bệnh gì đó. À, mở trong má. Để anh lo. Mua heo quay không? Để anh lo nha. Thằng này bây giờ được rồi nè. Thay đổi rồi. Để anh lo. Nó ngộ ra được rồi. Nha. Ba làm bây giờ trọng quá ba. Tất cả quỳ xuống. Dạ. Dạ, kính thưa ông thần Tài và ông Thô Điền. Hôm nay gia đình cũng được hạnh phúc là nhờ hai ông ra tay giúp đỡ. Chúng con xin nguyện khắc ghi ơn sâu trong lòng. Và để cảm ơn, chúng con xin hai ông hãy tiếp tục ở lại nhà con tới suốt đời. Dạ, được. Dạ. Còn cái chuyện mà vợ con xin cúng kiến. Dạ. Hay quay làm cái gì? Tất cả đều do tâm mà ra. Chỉ cần một nén nhang là đủ. Dạ. Dạ. Thôi ta nghỉ trước nhiệm kỳ. Thôi ta đi. Đi đâu vậy? Thôi đi. Qua nhà bằng Kiều thử. Thử cái gì? Thử đồ ăn. Tôi đi nữa. Đi luôn đi. Thử khai. Con nói giỡn. Nói giỡn thôi mà nghe. Dạ. Thôi biến nghề đi. Dạ. Quanh lại đi ông Địa, ông Tài ơi. Dạ. Trong tim khuất xa dần biết đâu tìm mưa thu bay bay. Ê, tâm trạng được vui. Em hát cái bài đó là có lý do. Mình thì chạy xe ôm mà taxi nó giành khách rồi. Buồn dễ sợ. Thời buổi giờ thiệt nhiều khi tân tiến quá nó cũng mệt. Mà mình chạy xe ôm phải chịu thôi chứ giờ làm sao. Ê, khổ. Xe ôm mà giờ đi rao như bánh bò bánh tiêu vậy á. Ai xe ôm không?
Xe ôm không? Ai đi? Xe ôm. Xe ôm. Dạ chào anh. Anh đi xe ôm anh. À, anh đi đâu? Đi xa. Đi xa. Tiền bạc sao anh? Không thành vấn đề. Dạ không thành vấn đề. Dạ vậy mời anh, em lấy xe anh. Dạ. Đi đâu? Dạ. Anh mới nói em anh đi xa. Bộ muốn tưởng chở tao đi là dễ hả? Chứ sao anh? Cho tao hỏi một câu được không? Dạ được anh. Trời ơi. Anh hỏi đi. Mày thấy gương mặt của tao sao? Đẹp, mặt anh đẹp lắm đó nha. Em coi phim Hàn Quốc quá trời luôn, mặt anh còn đẹp hơn mấy thằng quốc đó luôn. Mày nói lâu. Mày nói thẳng đi. Đừng có vòng vo gì đi. Mày nói thẳng đi, cái mặt tao sao? Mặt anh xấu chết mẹ luôn đó. Mặt anh á nhìn giống con chó Nhật đó. Diễn tả vậy luôn đó. Ê, ê, thẳng như vậy mày. Ủa sao anh bị em nói thẳng mà? Thẳng thì cũng thẳng từ từ thôi. Làm dạ, thẳng vậy. Dạ dạ vậy chứ ý mặt anh sao anh nói đại đi. Bình thường. Hả? Bình thường. À, mặt anh bình thường. Thầy thấy là bình thường rồi đó. À, dạ mời anh mặt bình thường lên xe nha. Em đi lấy xe. Đi đâu? Anh đi xa anh ha. Đâu phải muốn chở tao đi là dễ đâu. Ủa về vậy ý anh sao? Cho tao hỏi một câu nữa được không? Dạ được anh. Dạ vui lòng khách đến, vừa lòng khách đi mà. Mày thấy cái body tao sao? Hả? Giống người mẫu. Model. Anh giống model. Đó, đẹp, quá đẹp anh ơi. Nó lâu. Mày lâu. Mày cứ nói thẳng đi. Anh em mày cứ nói thẳng. Nói thẳng đi. Không chi gì mày phải sợ. Anh cho nói thẳng luôn hả? Thẳng đi. Nói thì không phải khen cha mẹ anh đẻ anh ra cái tướng bần chết mẹ luôn ha. Cái tướng này em nói thiệt với anh nha, không phải mò đồ mà cái tướng anh nhìn giống cái mò cao rồi thằng ơi. Nó tơi tả hết trơn, nó trời thấy ghê quá đi. Nít. Mày thẳng thì mày cũng thẳng từ từ thôi. Thẳng như vậy. Đâu biết anh thẳng với tôi thẳng như là sao giờ. Tôi đâu dám quẹo khúc nào đâu anh. Vậy chứ bây giờ tướng anh sao anh nói mẹ cho tôi nghe cho rồi đi. Bình thường. Bình thường. Lại bình thường. Dạ thôi được, mời anh tướng bình thường lên xe. Đi đâu? Đi xa đó. Đâu phải mày muốn chở tao đi là dễ đâu. Khó quá rồi đó nghe. Vậy chứ sao anh? Bây giờ tao hỏi mày một câu nữa nè. Anh hỏi lẹ lẹ đi chứ vợ con em nha. Nó đói nó chết luôn anh ơi. Em khổ dữ lắm à. Anh hỏi gì anh hỏi lẹ. Tại sao? Sao anh? Tại sao nãy giờ tao hỏi mày mà mày không hỏi tao? Bây giờ mày hỏi tao đi. Mày cứ hỏi thẳng, mày hỏi cái gì mày hỏi, hỏi đi, hỏi đi. Anh cho hỏi thẳng luôn hả? Ừ. Em hỏi thẳng luôn nha. Ừ. Anh có bị điên không? Mày giỡn mặt với tao hả? Mày thẳng thì mày cũng thẳng từ từ thôi. Thôi vậy em hỏi mé mé. Em sẽ hỏi mé mé, em không hỏi thẳng nữa. À, anh chích ngừa chó dại chưa? Không vừa lòng luôn hả? Làm sao cho anh vừa lòng đấy? Thì Đại khái thí dụ cho bây giờ mày hỏi tao là Tình yêu. Được đó. Thì thà vậy đi, anh nói mẹ vậy cho tôi dễ hỏi đi. Anh cứ dầm vo hoài. Bây giờ tao hỏi vậy là anh có người yêu chưa? Khóc vậy là chưa có người yêu rồi. Có rồi mà. À, anh có rồi, anh vui, anh xúc động. Vậy là anh có người yêu rồi. Sao thay đổi thời tiết nhanh quá vậy? Hạnh phúc quá ha anh. Chia tay rồi, chia tay. Em hiểu tại sao anh...
Dạ. Ê, giờ đi ha anh ha. Hỏi rồi, em hỏi anh rồi, giờ đi được ha anh ha. Đi được chưa? Sao vậy? Đi đâu? Đi xa. Đâu phải mày muốn chở tao đi là dễ đâu. Chứ sao nữa? Rung rồi đó nha, em rung rồi, em bắt đầu rung rồi đó. Sao? Mày biết cầu Bình Triệu không? Biết anh, trời ơi, dân xeo không biết cầu Bình Triệu, biết anh. Mày biết cầu ông Lãnh không? Dạ biết, trời ơi, gần chỗ em luôn. Thế mày có biết kế cầu ông Lãnh là có cái cầu chữ Y không? Dạ biết. Mà hình như gần gần cái cầu chữ Y nó có cái cầu Chà Già. Dạ đúng đó, đúng. Mày anh... chở tao xuống cầu Cần Thơ đi. Anh quăng lụ đạn xa quá nha. Anh quăng xa lắm á, chứ không phải gần đâu nha. Ờ thôi được, giờ chở anh xuống cầu Cần Thơ cũng được. Nhưng mà bây giờ tôi nói anh nghe, cái cầu Cần Thơ nó nối hai cái tỉnh lần á. Một là cái Vĩnh Long. Đầu cầu bên này là Vĩnh Long nha, đầu cầu bên kia là Cần Thơ. Anh muốn xuống bên Vĩnh Long là tiền khác, mà qua Cần Thơ là túi tính tiền khác. Tao xuống giữa cầu. Anh ơi, em hỏi anh thiệt nha, thực sự ra đâu có ai ở giữa cầu đâu, ở giữa cầu cái sông mà. Anh ở nhà đó với ai? Tao đâu có đi tìm nhà. Chứ anh làm gì? Tao đi xa. Đi xa? Tao muốn bước lên cầu. Muốn bước lên cầu? Sau đó, tao bước lên thành cầu. Bước lên thành cầu chi anh? Tao giang tay ra. Giang tay ra chi? Nói tao to chút coi. Tao hít thở. À, tập thể dục. Sau đó tao reo lên 3 tiếng. Anh yêu em. Không, vĩnh biệt em. Rồi sao nữa? Sau đó tao lộn xuống dưới. Tao mằn tồn mấy vòng. Sau đó tao chúi xuống. Mày thấy cái chết tao có đẹp không? Đẹp, chết đẹp lắm à. Có lãng mạn không? Lãng nhất à. Nhưng mà tôi nói anh nghe, bây giờ tôi chở anh lên cầu cũng được. Anh nhảy xuống đó rồi lỡ có ai thấy tôi chở anh lên đó tưởng tôi đạp anh xuống. Vậy cái chết của anh ai chịu trách nhiệm? Thì mày... Nó có vô duyên vậy. Thôi bây giờ vậy tôi nói anh nghe. Dạ. Tôi khổ lắm. Tôi khổ tôi mới chạy xe ôm. Bây giờ tôi lại anh nè. Giờ anh muốn gì tôi lại anh hết. Tôi giờ tôi cho tiền anh đi xe khác giùm tôi được không? Mày khi dễ cái mặt tao hả? Thế bây giờ tôi khổ quá à. Tao tức. Tao tức là từ hồi sáng tới bây giờ. Tao đi gặp 10 thằng xe ôm. Trong đó mày là cái thằng thứ 11. Mà 10 cái thằng kia không bao giờ thằng nào chịu chở tao. Con mình mày chở. Em tao. Hiểu. Em hiểu tại sao 10 thằng kia nó không chở anh rồi. Em hiểu rồi. Là tại vì em gặp hoàn cảnh giống như nó. Em mới biết là 10 thằng đó với lại em là tại vì tụi em khùng nên không chở anh. Anh tỉnh quá, không ai dám chở. Hả? Vậy thôi ha. Vậy đi. Dạ, anh đi đi. Tạm biệt mày. Dạ, chúc anh thường lộ bình tĩnh. Dạ. Nhớ đó nha. Dạ. Không phải chở tôi đi là dễ đâu. Em biết rồi. Dạ. Xe ôm chở anh không được đâu. Chỉ có xe mà có rồng, có phụng mà màu đen, màu trắng đó. Chở anh. Dạ. Nhớ đó nha. Dạ, em nhớ rồi anh. Sơn. Ơi. Dạ. Cho hỏi câu được không? Ôi, mày đi đi. Cái thằng xe ôm mày chạy đi. Không có, em ra hiệu nó vậy thôi. Nhớ đó nhờ. Em biết rồi. Dạ không có, em bình tĩnh. Dạ. Sao xui dữ vậy? Hồi sáng giờ không có khách. Đốt phong long 2 lần rồi. Bây giờ vô đốt xe. Xui như quỷ. Xe ôm mà gặp cái gì đâu không? Xe ôm. Có khách. Có phải xe ôm không? Có xe ôm anh ơi. Ừ. Ừ anh. Chào anh. Ừ. Anh muốn đi xe ôm anh? Ừ. Dạ à, anh muốn đi đâu anh? Đi xa lắm. Xa. Ôi, con gian dái đừng cho con gặp giống hồi nãy nữa. Trời ơi, nó biểu con chở xuống Tú Cầu Mỹ Thuận nữa là... À, tiền bạc sao anh? Không thành vấn đề. Nhưng mà trước khi đi á,
Cho tao hỏi mạng cầu. Hả? Giờ bữa nay nó xả ra nhiều dữ vậy. Ê, dạ anh hỏi đi anh. Anh cần một lực lượng xe ôm hùng hậu. Mày có chừng 20 chiếc không? Anh cần 20 chiếc hả? À. Trời em chút, trời ơi, tưởng anh ra hỏi là cái body anh sao. Được, cái này thì được. Alo. À, Dũng Dũng. Ta cần 20 chiếc. 20 chiếc xe. Ờ, 19 chiếc thôi, 19 chiếc. Bậy, 20 chứ không phải 19. Dạ không, em kêu nó tới 19 với em nữa là 20. Chứ lỡ nó tới 20 anh bỏ em sao anh? Đúng, đúng. Dạ, dạ. Anh hứa không có bỏ rơi mày. Dạ, dạ. 20 chiếc. Ờ, chắc là đám cưới đám hỏi gì á. Người ta thích lạ mà. Ờ, vậy nha. Rồi, 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 rồi. Anh. Sao? 15 phút nữa. 15 phút nữa tới phải không? Dạ, đúng rồi. Chờ anh chút mình kêu bạn anh. Dạ, em chờ. Trung Ánh ơi, vậy khỏe rồi. Ui, gặp gì đâu không. Bây giờ là ok rồi đó. Alo. Mày hả? Ừ, đang ở đâu? À, ở còn ở quán bà Ba Mập phải không? Được rồi, ở đó chờ đó ha. 15 phút nữa tao kéo 15 thằng chơi khô máy mày luôn. Sao? Tao là giang hồ đổ máu chứ không đổ lệ. Thấy chưa? Mày không tin tao cái gì? Nói chuyện với đàn em tao nè. Nói chuyện đi. Nói. Alo. Dạ đúng rồi. À, em à, em ảnh à. Bên em hả? Bên em 20 thằng. Sao anh? Ủa bên anh có 15 thằng hả? Trời, 15 thằng kêu 20 chi trời. Tốn tiền. Sao? Năm Nhi Đại Trung Phu hả? Dạ, giang hồ đổ máu, không đổ đổ lệ. Dạ, không muốn chơi sao chơi à? Dạ, quýnh chết mẹ em hả? Ủa anh, sao tự nhiên ông đòi quýnh chết mẹ em à? Mày biết đi đâu không? Đi đâu? Đi chém lộn chứ đi đâu? Cái gì? À. À, anh kêu xe ôm tới đặng chém lộn với người ta. Chứ sao? À, anh rảnh quá. Tự nhiên sao đi chém lộn, mắc mới gây chuyện người ta chi? Nó xúc phạm anh. Nó làm gì xúc phạm anh? Nó đang ngồi trong quán bà Ba Mập. Anh đi bộ tới, anh gặp anh lịch sự, anh giơ tay anh chào nó. Nó không chào lại thôi. À, mà con nhìn anh nó làm gì nè. Mà kế anh có con chó. Em không hiểu hả? Anh đứng ra, ha. Con chó kế bên. Chó kế bên, nó làm gì nè. Thầy ghét không? Ai vậy? Thằng Bảy Lé. Nó nhìn anh nè. Mà nó chửi anh là chó không? Xúc phạm anh. Anh à, em nói anh nghe nè. Gì? Anh ơi, có thể là có sự hiểu lầm gì không? Không hiểu lầm gì chứ. Anh điện thoại cho cái người đó em nói chuyện được không? Được rồi. Dạ, coi chừng hiểu lầm. Tao kết mày rồi đó. Dạ. Ừ. Nói đi. À, ông tên gì? Bảy Lé. À. Alo. À, anh Bảy Lé, anh Bảy Lé. Em lên xe ôm. Hả, đàn em của ai hả? Đàn em của ai? Tài chó điên. Đàn em của Tài chó điên. Mà có chuyện gì không anh Bảy Lé ơi? Tại hả sao? Anh ghét ai kêu anh Bảy Lé lắm hả? Em xin lỗi anh, tại em đâu biết tên. Tại anh Tài nói vậy á. Anh Tài nói anh tên Bảy Lé, em mới nói là tên Bảy Lé chứ. Mà em hỏi thiệt anh có lé không? Ủa có lé thiệt luôn hả? Thì anh lé, người ta kêu lé chứ cái gì đâu, đâu sao đâu. Cái đó đâu có gì đâu. Cái đó giống như từ chơi, nói chơi mà. Lâu thì mình lé, nói mình lé chứ có gì đâu. Thì giống như nếu mà mình lé thì mình chấp nhận mình lé đúng không? Mà anh chết mẹ, ổng lên 30 thằng rồi. Cái gì? Ông nói ổng ghét ai kêu ổng lé. Xong rồi em cứ lé. Em lên 10 lần lé, cầm lên 10 thằng. Thằng này lâu cá thiệt. Ê, Bảy Lé. Cái gì? Mày lên 31 thằng hả?
Tao nói chuyện với đàn em thôi rồi mày tính ra mày. Mày chết ha. Được rồi, ở đây đi. 31 thằng hả? Yên tâm, 31 thằng không thành vấn đề. Mày kêu cho anh thêm 20 thằng nữa, mình kéo 4 thằng ba chơi 31 thằng đó. Anh ơi, xe ôm đông nhiều dữ rồi. Kêu đi. Chết rồi. Nãy gặp thằng điên, bây giờ gặp thêm con chó điên này nữa. Chết tôi. Xui vô quỷ. Đi không coi ngày luôn. Alo Dũng ơi, Dũng, kêu người tao 20 thằng nữa đi. Đi chém lộn. Ai biết. Hả, sao mày chửi tao rảnh? Hả, tụi bay bận hết rồi hả? À, vậy thôi để tao giải quyết cho. Nhắn với má tao là xuân này con không về nha. Sao? Anh ơi, xin lỗi anh. Xin lỗi gì? Bạn em bận hết rồi. Cái gì? Bận hết. Tụi bận cái gì? Bận hết rồi. À, tại vì lễ mà. À. À, thành thử đứa chở má nó đi coi bóng đá. Ừ. Đứa chở chị nó đi siêu thị. À. Đứa chở anh nó đi đá banh. À. Đứa chở chú nó đi bú. Cái gì? À. Cái gì? Chú nó đi sở thú. À. Đứa chở bà vú đi cho con nó bú. Bận hết. Mày đừng có xạo nha. Bận thiệt không? Bận thiệt rồi, hết rồi. Mày léo mép lên nha mày. Không thiệt bận. Nói hồi giá mày nói là tao dẫn con đi lượm lon lắm à. Hả? Không có. Hay là mày dẫn tao đi mua dép Lào? À, không có. Bận hết rồi. À, bận anh... thiệt không? Dạ, anh đi kêu khác đi nha. Ừ, được rồi. Tao tính gì? À, hay là... Được rồi, cho tao chút. À. Tao không bỏ rơi mày đâu. Nãy vô tao thấy mày, tao kết mày rồi đó. À, em lại anh bỏ rơi em đi. Không, mày nói vậy tao tự ái nha mày. À, thôi. Nghe, không được nói vậy. Dạ, dạ, anh đừng... buồn đó. Dạ, anh đừng cắn em là được rồi. Không biết có ngày với ai. Alo. Không biết có hôm nay. Alo. À, mày é hả? Tao nói é chứ phải lé nha mày. Mày lên 30 mấy thằng hả? Được rồi. Mày 30 mấy thằng với mày á, ở đó chờ đi. Một lát, tao với đàn em tao qua. Chơi hết tụi bay, chơi khôn máu tay luôn. Vậy đi. Ai mà chơi? Có ai là mà chơi? Anh với mày. Hai thằng chơi 30 mấy thằng đó luôn. Em có đi học. Sao? Hồi xưa cô em nói là số 2 á, nó nhỏ thua số 30 mấy, 10 mấy lần á. Mày nhát quá, mày cứ nghe lời anh mày. Lấy xe, chở tao đi. Anh ơi. Mày làm cái gì vậy? Máy xe chưa nổ là em đã nổ trước nó rồi. Ôi mày nhát quá thì không biết nữa. Bây giờ đổi cách khác đi anh chơi kiểu này chết em rồi. Thôi được rồi, để anh tính chưa? Bây giờ vậy, anh sẽ kêu đàn em tới tăng cường. Dạ dạ, được á. Trong thời gian chờ đợi, dạ. Mày lấy chiếc xe. Dạ. Chạy qua quán bà Ba Mập. Dạ. Mày vô mày chỉ mặt từng thằng. Mày chỉ mặt 31 thằng đó. Rồi mày chỉ thẳng nhặt thằng bảy lé. Mày nói, tao lưng xe ôm, đàn em của tài cháu điên, một mình tao chấp hết. Đi đi. Bây giờ em qua quán bà Ba Mập. Ừ. Em chỉ vô mặt từng thằng. Ừ. Em sẽ hô to lên là tao là thằng Linh xe ôm. Ừ. Em của thằng Tài chó điên, một mình tao chấp hết. Anh ơi, tụi nó mẻ dao hết. Nó chém em mẻ dao hết. Trước khi anh đi, có gì anh cho em biết bữa nay ngày mấy. Chứ vậy? Để ba má em biết làm đám giỗ. Bây giờ mày chơi, kém lộn mà mày nhát có vậy? Không, em cái máu em nhát lắm. Bây giờ vậy nè, em chỉ anh. Sao? Bây giờ để em đứng đây em chờ đàn em anh cho. À. Rồi anh qua bên quán bà Ba Mập trước đi. Rồi sao? Xong rồi anh chỉ vô mặt từng thằng. Mặt anh giữ anh. Anh phải giữ anh. Ừ. Giữ như con chó vậy đó. À, tao là thằng Tài Tố Đêm. À. Đàn em của thằng Linh xe ôm. Đàn anh. Đàn anh của Linh xe ôm. Một mình tao chấp hết.
Rồi cho địa chỉ nhà ba má anh. Gì vậy? Em sẽ dẫn hai ông bà đi hốt cốt anh. Tại vì cốt của anh nó không nằm một chỗ mà nó sẽ văng mỗi nơi mỗi khúc. Chỉ có một mình em nhớ mà thôi. Mày giỡn mặt không? Giỡn mặt cái gì? Bây giờ mày chơi không? Mày chơi với tao luôn à? Má tao không quýnh mày, tao con mày đó. Mày chơi không? Cái gì vậy? Mày chơi với tao không? Hả? À, mày ăn no mày rửng mỡ hả? Cái gì mày điên hả mày? Người ta nhìn lầm con chó, người ta kêu con chó mắc mớ tới mày. Hả? À, mắc mớ tới mày, mày nổi xung mày đòi quýnh người ta. Hả? À, giờ mày chơi với tao không? Tao đập mày luôn à? Thôi mà. Thà tao chết ở đây chứ tao đâu ngu tới rẳng cho nó chém mỗi nơi mỗi khúc. Thôi. Đồ khùng. Thôi bình tĩnh lại đi. Tại vì nãy tao nói thiệt với mày á, tao đi trên đường gặp nó, tao thử nó không phải là giang hồ, tao mới hù đó thôi. Ừ. Nhưng mà giờ mày nói vậy thì tao tỉnh ngộ rồi. Tao sẽ hứa là tao bỏ qua chuyện đó. Mày đặt. Phải không? Không phải là giang hồ, thôi đi mày đặt hăng máu làm gì? Mày ăn no cho mập rồi mỡ mày dư rồi mày thừa rồi mày lên máu rồi mày sung hả? Mày đặt mày đi lấy số cho người ta. Mày lấy số người ta đưa cho, cái số chạy hòm kìa. Thôi, được rồi, thôi bỏ qua ha. Ừ. Được rồi, thôi, bây giờ... Thôi đi đi, cho ta làm ăn. Rồi, cảm ơn nha. Chứ gì đâu, bực mình, tưởng nó trúng cái khách xịn, cuối cùng đồ tàu lao. Cái gì? Đi thật đâu? Đi đâu? Là để chém chết chết mẹ này cho tao. Thằng nào? Thằng đàn em của thằng bé lé. Hôm nay tao gặp tao chào, tao lịch sự, tao xin lỗi đó. Nó không bỏ qua, nó còn cười khi dễ tao mày. Nó cười sao? Nó là đứa nào? Thằng Chính Hồ. Mất dạy. Mày đã hô kệ cha ra đây. Mất mới ảnh hưởng tới mày. Mày muốn lấy số nữa hả? Tao dẫm mày luôn đó. Thôi 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 đi. Mày đi nhanh vậy. Cho hỏi một câu được không? Mày đi đi nha. Mày hỏi câu gì? Hết chưa? Hết rồi. Chào khán giả đi rồi vô. Xin cảm ơn tất cả quý vị rất là nhiều. Và thay mặt cho Khoa Nguyễn và anh Chí Tài gửi lời cảm ơn đến tất cả quý vị.